Chương 1038 Lại xảy ra biến cố Trên bầu trời biển máu đóng băng, theo thân thể thực linh chân ma tan thành mây khói, hóa thành chôn vùi, phiến thiên địa này đều trở nên có chút yên tĩnh lại. Đám người Lý Vũ Nguyên, tần ưng vốn bị tần y cuốn lấy, lúc này cũng bởi vì lượng ma lực thực linh chân biến mất, huyết quang trong mắt nhất thời bắt đầu tiêu tán, sau đó từng con chim như cánh cụt đều rơi xuống phía dưới tần y giơ tay lên một dòng suối trong vắt tuôn ra đón lấy mọi người sau đó nàng có chút thất thần nhìn thực linh chân ma biến mất địa phương lẩm bẩm nói liền trực tiếp một đạo kiếm quang diệt sát sao tần y biết rất rõ dị tộc khó giết nhưng đạo kiếm quang của lý lạc dường như ẩn chứa một loại lực lượng cực kỳ khủng bố có thể chôn vùi sinh cơ của dị tộc tần y nhìn thoáng qua kiếm trận thần bí đang dần tản đi trên đỉnh đầu lý lạc ba động phát ra từ kiếm trận khiến nàng cảm thấy lạnh thấu xương thậm chí nhìn thêm vài lần mắt cũng bị kiếm khí mơ hồ tản ra đâm đau kiếm trận này của lý lạc tất nhiên là một đạo phong hầu thuật phẩm giai cực cao tần y than nhẹ trong lòng nàng còn nhớ rõ mấy tháng trước khi tranh giành long trì tuy rằng lý lạc mượn hợp khí của thanh minh kỳ để tỏa sáng rực rỡ nhưng đẳng cấp tương lực của bản thân vẫn tương đối lạc hậu so với những thiên kiêu đứng đầu cùng thế hệ nhưng cho tới bây giờ cảnh giới tam tinh thiên châu của lý lạc đã không hề thua kém hơn nữa loại thủ đoạn sâu không lường được này càng làm cho người ta sinh ra kiêng kỵ lý lạc lúc này mới trở lại long nha mạch thời gian một năm mà thôi nếu là đợi thêm hai năm chớ nói là cùng thế hệ chỉ sợ coi như là hai đời trước thiên kiêu cũng chưa chắc có thể áp chế hắn lần này linh tướng động thiên xuất hiện loại biến cố này sau đó tất nhiên sẽ ở trong thiên nguyên thần châu đưa tới chú ý cực lớn thanh danh của lý lạc cũng sẽ theo đó mà nổi lên trong lúc tâm tư tần y chuyển động lý lạc cũng thở ra một hơi thật mạnh trong mắt hắn đỏ bừng trong lòng cũng tràn ngập sát ý đây là do sức mạnh của tam vĩ thiên lang quá mức hung sát cùng thanh minh kỳ hợp khí so sánh với tam vĩ thiên lang lực lượng vẫn là bá đạo hơn một chút dù sao tám ngàn kỳ chúng tuy rằng ngưng là một thể, nhưng trung quy vẫn là có một chút khác biệt, nhưng tam vĩ thiên lang lực lượng, lại chỉ là tràn ngập ý chí của nó. Cũng may hôm nay tam vĩ thiên lang cùng Lý Lạc đạt thành nhất trí, nếu không nó nếu là ý chí phản kháng hắn, như vậy Lý Lạc gặp di chứng sẽ trở nên càng nghiêm trọng. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Lý Lạc tự nói, trong ánh mắt lộ ra một chút mỏi mệt. Không, nó còn chưa chết hết. Nhưng vào lúc này, Lý Linh Tịnh phía sau đột nhiên lên tiếng. Lý Lạc nghe vậy nhất thời sắc mặt kịch biến, hắn rõ ràng đã cảm giác được khí tức thực linh chân ma này hoàn toàn tiêu tán, làm sao còn chưa chết hết. Lý Linh Tịnh không có nhiều lời, ánh mắt của nàng quét qua phương thiên địa này, thân thể dị chủng số một đích thật là biến mất sạch sẽ, nhưng khí tức của nó vẫn còn có một chút cực kỳ tối tăm lưu lại. Nếu như không phải bởi vì nàng đối với dị chủng quá mức quen thuộc, chỉ sợ cũng là không cách nào phát hiện thân ảnh lý linh tịnh khẽ động lướt nhanh về phía trước lý lạp thấy thế nhanh chóng đuổi theo hắn vốn định tản đi lực lượng của tam vĩ thiên lang nhưng trước mắt cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì một hồi thân ảnh hai người lướt ra một đoạn lý linh tịnh hạ thân ảnh xuống rơi vào trên biển máu đóng băng sau đó ánh mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào sâu trong khối băng chỉ thấy nơi đó có một bộ hài cốt vặn vẹo hải cốt bị hàn băng bao bọc cũng không có bất kỳ dị tượng nào truyền ra nhưng lý lạc cũng không có bất kỳ trần chờ, trực tiếp một đao chém ra huyết sắc đao quang đem tầng băng nhanh chóng cắt đứt tiếp cận vị trí hải cốt kia bất quá ngay khi ánh đao sắp tiếp cận bộ hải cốt kia hải cốt vẫn không có động tĩnh đột nhiên run lên mạnh mẽ trong chớp mắt tiếp theo một đạo huyết quang mãnh liệt từ trong hải cốt kia bắn ra sau đó lấy một loại tốc độ kinh người phá không mà đi lý lạc nhìn kỹ trong huyết quang kia tựa hồ là một quả cầu thịt đỏ to bằng bàn tay phía trên quả cầu thịt toát ra từng khuôn mặt vặn vẹo quỷ dị phát ra tiếng rít khiến người ta sợ hãi huyết hồng nhục cầu kia chạy rất nhanh nhưng lý lạc cũng là sớm có chuẩn bị một đạo bàng bạc hung sát năng lượng thổi quét ra giống như lao tù bình thường trực tiếp đem huyết hồng nhục cầu kia vây ở trong đó huyết hồng nhục cầu phía trên mặt người phun ra hắc sắc xương khói trong xương khói chuyển ra vô số thê lương tiếng kêu thảm xương khói ăn mòn năng lượng lao tù ý đồ chạy trốn nhưng đây chỉ là vô dụng chi công lúc này thực linh chân ma bản thể bị tiêu trừ tự thân lực lượng rất là yếu bớt nếu như nó chưa từng bị phát hiện còn có thể lặng lẽ chạy đi khôi phục lực lượng nhưng đáng tiếc nó cũng là bị lý linh tịnh cho bắt đi ra xem ra mệnh của ngươi nên tuyệt ở chỗ này lý lạc nhìn thực linh chân ma kịch liệt dãy giụa Thản nhiên nói một tiếng, sau đó trực tiếp thúc giục năng lượng hung sát bằng bạc quét tới nhục cầu. Ở bực này năng lượng ăn mòn dưới, cái kia huyết hồng thịt cầu phía trên vạn vẹo mặt người, thì là dần dần bị dung hóa mà đi. Một lát sau, huyết hồng nhục cầu lại không dãy giụa, mà là lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. lý lạc nhìn, chính là móc ra kim ngọc huyền tượng đao, chuẩn bị đem này cuối cùng lưu lại đều cho nó phá hủy. lý lạc giao nó cho ta xử lý đi. Mà lúc này, Lý Linh Tịnh đột nhiên nói. Lý Lạc ngẩn ra, nhìn về phía Lý Linh Tịnh, nghiêm mặt nói. Linh Tịnh đường tỷ, thứ này quá tà môn, ngươi ở trong tay, chỉ sợ là tai họa ngầm. Trong mắt Lý Linh Tịnh hiện ra một tia do dự. Lý Lạc thấy thế, thì là trực tiếp một đao bổ hướng huyết hồng nhục cầu. Hắn biết Lý Linh Tịnh dự định, nhưng này thực linh chân ma quá mức quỷ dị, hắn không muốn để cho Lý Linh Tịnh lại cùng với có cái gì dính líu. Nhưng mà, ngay khi một đao này của Lý Lạc sắp bổ trúng huyết hồng nhục cầu kia một cái chớp mắt, cái kia nhục cầu đột nhiên nứt ra một đạo khe hở, ngay sau đó, một cái khô héo bàn tay, dĩ nhiên từ trong đó toát ra, đồng thời đối với Lý Lạc kia chém xuống đao quang nhẹ nhàng vỗ một cái. Bùm! Đao quang ẩn chứa một kích toàn lực của tam vĩ thiên lang, dĩ nhiên là trực tiếp vỡ nát ra. Kim Ngọc Huyền tượng đao cũng bộc phát ra một tiếng gào thét chói tai. Thân ảnh Lý Lạc bị chấn động không ngừng lui về phía sau, năng lượng hung sát xung quanh cũng kịch liệt cuồn cuộn. Trong vòng tay màu đỏ tươi, Tam Vĩ Thiên Lang mãnh liệt từ nằm dạp trong trạng thái đứng lên, cả người bộ lông đột nhiên dựng thẳng lên, răng nanh sắc bén trong miệng, phát ra trầm thấp tiếng gầm thét. Trong nháy mắt này, ngay cả nó cũng nhận ra một loại khí tức nguy hiểm khó có thể hình dung tình huống không đúng mau lui lại lý linh tịnh bắt lấy cổ tay lý lạc sắc mặt kịch biến vội vàng lui về phía sau lý lạc khó có thể tin nhìn bàn tay khô héo từ trong quả cầu thịt vươn ra thứ này lại dễ dàng ngăn cản lực lượng của tam vĩ thiên lang đây đến tột cùng là cái gì mà tại lý lạc lý linh tịnh thân ảnh bạo lui thời điểm huyết hồng nhục cầu bên trong truyền ra một đạo như từ u minh vực sâu bên trong truyền ra trầm thấp khàn khàn thanh âm tiểu tử nàng nói đúng vật này giao cho nàng là tốt rồi theo đạo thanh âm này vang lên lại là một bàn tay khô héo từ trong nhục cầu toát ra ngay sau đó hai bàn tay dùng sức một cái lý lạc chính là kinh hãi muốn chết nhìn thấy một đạo nhân ảnh cứng rắn từ trong đó chui ra đạo nhân ảnh kia mặc hắc bào phía trên hắc bào khắc một con mắt màu đỏ như máu con mắt kia giống như là vật sống không ngừng chuyển động con ngươi Đồng thời có tà quang vô tận tản mát ra, chỉ là liếc mắt một cái, liền khiến trong lòng người sinh ra vô số tà niệm. Thân hình hắn còng xuống, bộ dáng nhìn qua là một lão nhân mặt mũi hiền lành, nhưng phương thức xuất hiện của hắn lại làm cho vong hồn Lý Lạc đều bốc lên. Thứ có thể chui ra từ bản thể của thực linh chân ma, đây có thể là loại thiện. Hơn nữa, vừa rồi dưới một đao kia, Lý Lạc đã hiểu được, lão nhân quỷ dị trước mắt này cũng không phải là tồn tại mà bọn họ có khả năng chống lại. Lý Lạc kinh hãi vạn phần, đồng thời trong lòng chửi âm lên với cường giả các thế lực lớn chấn thủ ở cửa linh tương động thiên, sao cái gì cũng có thể bỏ vào. Mà khi Lý Lạc hoàng sợ, lão giả quỷ dị mặc trường bào mắt máu kia, nâng khuôn mặt lên, hắn cũng không để ý Lý Lạc, mà là đem ánh mắt đặt ở trên người Lý Linh Tịnh, ánh mắt kia, tràn ngập một loại vui mừng khiến người ta sờn gai ốc. Số 3, còn nhớ ta không? Lão nhân quỷ dị mỉm cười hỏi. Lý Linh tịnh nhìn lão nhân trước mắt, trong đầu đột nhiên kịch liệt dâng lên, tựa hồ là có một ít ký ức bị phủ bụi vào lúc này bị sốc lên. Đó là thật lâu trước đây, nàng đi trước Tây Lăng ám vực lịch lãm, khi đó nàng, vẫn là Tây Lăng quý nữ, có vô hạn tiền đồ. Ở trong ám vực kia, nàng cùng một đầu dị loại tiến hành một hồi liều chết chi chiến, mà ngay khi nàng đem dị loại kia chém giết thời điểm, trước mắt lão nhân này, liền dùng trước mắt loại này xuất hiện phương thức, từ trong cơ thể dị loại kia vươn bàn tay, sau đó ở dưới mí mắt của nàng, như vậy xinh xinh chui ra. Trong trí nhớ, lão nhân kia đối với nàng lộ ra một nụ cười hiền lành đến cực điểm. Sau đó tầm mắt của nàng liền dần dần tối tăm, khi nàng lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, hết thảy, đều thay đổi. Tây lăng quý nữ, biến thành một người ngây ngốc chờ chết ánh mắt Lý Linh Tịnh, vào lúc này trong nháy mắt liền trở nên đỏ như máu. Chính là người trước mắt, đem nàng biến thành bộ dáng bây giờ. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Lý Linh Tịnh, lão nhân nở nụ cười, thanh âm ôn hòa truyền đến. Tự giới thiệu một chút, ta đến từ quy nhất hồi. Các ngươi có thể gọi ta. Linh Nhãn Minh Vương. Chương 1039, Linh Nhãn Minh Vương khi lão giả mặc huyết mục hắc bào trước mắt nói ra những lời này da đầu lý lạc phảng phất đều nổ tung trong nháy mắt này ý sợ hãi như thủy triều trong khoảnh khắc từ sâu trong tâm linh trào ra lão giả trước mắt dĩ nhiên là một gã cường giả vương cấp lý lạc không cách nào lý giải linh tương động thiên này không phải tồn tại quy tắc áp chế sao ngay cả cường giả phong hầu tiến vào trong đó cũng khó khăn làm sao còn có thể trà trộn vào một cường giả vương cấp mà có lẽ là cảm ứng được ý nghĩ của lý lạc ngay khi thanh âm linh nhãn minh vương trước mắt vừa dứt chỉ thấy năng lượng thiên địa đột nhiên vào lúc này kịch liệt sao động từng cỗ uy áp khủng bố đang nhanh chóng ngưng tụ mà những năng lượng uy áp này nhằm vào mục tiêu rõ ràng chính là linh nhãn minh vương trước mắt bọn lý lạc năng lượng thiên địa mãnh liệt mà động đúng là ngưng kết thành từng quả phù ấn năng lượng huyền ảo những phù ấn này cổ xưa tối nghĩa nhào nhào trấn áp, linh nhãn minh vương. Mà đối mặt với bài xích cùng công kích đến từ, linh tương động thiên, này, linh nhãn minh vương, kia lại cười ha hà, huyết đồng trên hắc bào của hắn, vào lúc này tản mát ra huyết vụ cuồn cuộn, huyết vụ bốc lên, ở phía trên hình thành một mảnh khánh vân màu đỏ như máu, đồng thời cũng là phù ấn đem năng lượng thiên địa ngưng kết, đều tiếp nhận. Nơi hai người va chạm, hư không lặng lẽ vỡ nát ra một tia dư ba ẩn ẩn tản mát ra, đều làm cho Lý Lạc cảm giác được một loại khí tức hủy diệt. Linh nhãn Minh Vương cười ha hà nói, quy tắc áp chế linh tương động thiên này thật sự là không tầm thường, lão phu dùng phương thức bí ẩn như thế tiềm tàng tiến vào, vẫn bị hắn phát hiện, may mà tới cũng không phải bản thể của lão phu, bằng không thật sự phải tốn một phen tay chân. Bất quá, chống đỡ một ít thời gian ngược lại là vấn đề không lớn sau đó ánh mắt hắn hướng về phía Lý Linh Tịnh, cười nói, số 3, từ thời khắc ngươi khôi phục bản thân, Lão Phu vẫn luôn chú ý đến ngươi, ngươi thật sự khiến ta rất bất ngờ, vốn ta cho rằng ngươi chỉ là một trong những vật thí nghiệm tương đối bình thường của ta, nhưng không nghĩ tới, ngươi lại mang đến cho ta niềm vui bất ngờ lớn như vậy. Ngươi, có tiềm chất hoàn mỹ. Số 1, số 2 so với ngươi, chỉ là đồ không trọn vẹn nhàm chán trong ánh mắt của hắn có một loại vẻ cuồng nhiệt hiện ra cho nên lần này ta tự mình đến đây trong nháy mắt khi những lời này rơi xuống lý lạc trực tiếp bắt lấy cổ tay lý linh tịnh sau đó thân ảnh điên cuồng bạo lui nhưng mà một cái chớp mắt tiếp theo sắc mặt lý lạc liền đột nhiên biến hóa bởi vì hắn phát hiện mình rõ ràng là mang theo lý linh tịnh tại thoát đi nơi này nhưng phát hiện cũng không có rời xa ngược lại đang không ngừng đối trước mắt linh nhãn minh vương tiếp cận. Cái loại cảm giác này, giống như hắn đang mang theo lý linh tịnh tự chui đầu vào lưới. Không gian nơi này, tựa hồ đều bị, linh nhãn minh vương, trước mắt nghịch chuyển, thủ đoạn của cường giả vương cấp, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Linh nhãn minh vương cười híp mắt nhìn qua tiếp cận hai người, vươn ra khô héo bàn tay, muốn chụp về phía lý linh tịnh. Lý lạc thấy thế, trong lòng dâng lên tức giận khôn cùng, Lão già này hại Linh Tịnh Đường tỷ thành bộ dáng như vậy, lại còn không buông tha nàng, trước mắt còn muốn bắt nàng đi. Cút cho ta. Trong mắt Lý Lạc dâng lên màu đỏ thẫm nồng đậm, tâm niệm của hắn vừa động, trong vòng tay màu đỏ tươi, lực lượng của Thiên Lang Tam Vĩ đều bị rút ra, gia trì bản thân. Lúc này đây lực lượng rút ra, chính là Lý Lạc mượn Kỳ trận phong ấn trong vòng tay màu đỏ tươi, mạnh mẽ mà làm, đây cũng là chuyện không có biện pháp bởi vì khi linh nhãn minh vương này xuất hiện, thiên lang tam vĩ trong vòng tay đã bị dọa đến phát run, dù sao nó cũng chỉ là thực lực phong hầu, mặt đối mặt với một gã cường giả vương cấp, tự nhiên là không hề có chiến ý. Năng lượng cuồng bạo trùng kích tiến vào trong cơ thể lý lạc, lúc này đây, làn da toàn thân hắn trực tiếp nứt ra, máu thịt điệu hiện ra, trong cơ thể càng là trồn ra đau điếng kịch liệt. Nhưng lý lạc thở ơ, đem tất cả lực lượng đều rót vào trong tay kim ngọc huyền tượng đao sau đó không chút do dự đối trước mắt linh nhãn minh vương chém xuống đao quang rực rỡ mang theo hàn ý tầng băng dưới chân lập tức bị chém vỡ nhưng mà đối mặt với một đao kinh thiên này của lý lạc linh nhãn minh vương chỉ cười nhạt nói giấu một con đại tinh thú phong hầu cảnh ở trong vòng tay sao thủ pháp phong ấn này ngược lại cực kỳ tinh diệu không phải người bình thường có thể làm được nhưng những thủ đoạn này giữa tiểu hải tử chơi đùa cũng liền thôi như thế nào còn muốn ở lão phu trước mặt thi triển hắn cười vươn bàn tay khô héo một ngón tay thò ra ở chỗ hư không kia nhẹ nhàng bắn ra bùm nương theo ngón tay búng xuống chỉ thấy mảnh không gian này nhất thời nổ tung ra hóa thành một mảnh tối đen khu vực vô hình ba động khuếch tán ra cùng lý lạc chém xuống đao quang đụng nhau trong nháy mắt đó Năng lượng hung hãn bàng bạc cuốn theo trên đao quang cơ hồ là lấy tư thái bẻ gãy nghiền nát bị tiêu tan đao quang nhìn như hung sát đến cực điểm nhưng ngay cả nửa điểm bọt nước cũng chưa từng bắn lên cũng đã tiêu tán hầu như không còn mà cũng chính trong nháy mắt này lý lạc nghe thấy một tiếng răng rắc rất nhỏ hắn cúi đầu nhìn sắc mặt nhất thời hiện ra vẻ hoảng sợ bởi vì hắn nhìn thấy trên vòng tay màu đỏ tươi kia lại xuất hiện một ít vết nứt mà trong vòng tay cũng truyền ra một tiếng sói gầm bao hàm thống khổ. Hiển nhiên, cái này, linh nhãn minh vương, lực lượng, vậy mà truyền vào trong vòng tay màu đỏ tươi, trực tiếp đả thương đến ẩn núp ở trong đó tam vĩ thiên lang. Mà theo tam vĩ thiên lang bị thương nặng, cái kia nguyên bản từ trong vòng tay vọt ra hung sát năng lượng cũng là đột nhiên biến mất, thậm chí ngay cả vòng tay, đều là trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hai bên tranh lệch to lớn đến không cách nào hình dung vào lúc này hoàn toàn hiển lộ ra. Đừng nói là lý lạc, coi như là tam vĩ thiên lang, ở cái này, linh nhãn minh vương, trong mắt, đều là giống như con kiến hôi bình thường. Theo tam vĩ thiên lang gia trì lực lượng đột nhiên gián đoạn, một cỗ cảm giác suy yếu nghiêm trọng nhất thời từ trong cơ thể lý lạc hiện ra. Lý lạc, đi mau! Mà lúc này, Lý Linh Tịnh cũng nhận ra tình huống của Lý Lạc, Ngọc Thủ vừa lật, chính là muốn đem hắn chấn lui nàng biết linh nhãn minh vương trước mắt là hướng về phía nàng mà đến lý lạc vẫn che chở nàng nhất định sẽ đưa tới thủ đoạn sát phạt một gã vương cấp cường giả cho dù trước mắt vốn không phải là chân thân nhưng đó cũng không phải là bọn họ có khả năng chống lại nhưng mà một trường này của lý linh tịnh cũng không phải là đem lý lạc đánh lui ngược lại lý lạc vươn một bàn tay đem bàn tay của nàng nắm chặt lý linh tịnh nhìn về phía lý lạc nhưng là nhìn thấy lúc này người sau ánh mắt kiên định lắc đầu có thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai của nàng ta sẽ không để cho hắn bắt đi ngươi trong lòng lý linh tịnh khẽ chấn động lý lạc bàn tay nắm chặt kim ngọc huyền tượng đao trong mắt có một tia điên cuồng toát ra nếu đều đã là tuyệt cảnh vậy thì bất chấp cái gì coi như là vương cấp cường giả thì như thế nào trong chớp mắt này lý lạc không còn chút do dự nào nữa Tâm thần hắn chìm vào sâu trong kim ngọc huyền tượng đao trong tay, trực tiếp kích hoạt dấu ấn vương giả ẩn giấu trong đó. Kim quang vô biên vô tận, từ sâu trong kim ngọc huyền tượng đao vọt ra, dấu vết loang lổ trên thân đao, phảng phất vào lúc này đều bị một loại lực lượng thần bí vuốt ve. Làm như có tiếng ngâm nga cổ xưa, xuyên thấu thời không xa xôi mà đến. Lực lượng khủng bố như nước lũ lan tràn ra, toàn bộ linh tương động thiên phảng phất đều chấn động vào giờ khắc này năng lượng mênh mông vô tận lấy kim ngọc huyền tượng đao trong tay Lý Lạc làm ngọn nguồn, không ngừng vọt tới. Dòng chảy năng lượng xuyên qua chân trời, ở trong đó, nương theo năng lượng không ngừng va chạm, phảng phất là sinh ra vô số phù văn thần diệu. Mỗi một quả phù văn, đều tản ra một loại bổn nguyên lực, đó là thiên địa năng lượng cực hạn ngưng luyện sở hiển hóa. Lý Lạc sắc mặt không gợn sóng. Hắn hoàn toàn không để ý tới hai tay huyết nhục tan rã, thậm chí ngay cả xương cốt đều là ở xuất hiện vết nứt, đó là bởi vì thiên địa năng lượng quá mức trầm trọng. Lấy thân thể của hắn, căn bản không cách nào thừa nhận. Nhưng hắn lúc này đã không có tâm tình để ý tới những thứ này, trong tay bộc phát ra vô tận kim quang thẳng đao, trực tiếp là đối với trước mắt, Linh Nhãn Minh Vương, chậm rãi chém xuống. Đao quang chém xuống, mảnh bình nguyên cổ xưa này vào lúc này lặng lẽ chia làm hai. Thậm chí ngay cả vòng trời cũng là bởi vậy mà nứt ra. Đối mặt với một đau này của Lý Lạc, lúc này đây, trên khuôn mặt già nua của Linh Nhãn Minh Vương, rốt cục là có một chút kinh ngạc hiện ra. Là, Vương Giả Ấn Ký, chương 1040, Kim Đao cùng huyết mục. Đao quang màu vàng chém xuống, bình nguyên bị tầng băng huyết sắc bao trùm trực tiếp xuất hiện một vực sâu khổng lồ mấy ngàn trượng, lực phá hoại đáng sợ kia, có thể nói là hủy thiên diệt địa chân chính. Mà đối mặt với lý lạc một đao này, liền vị kia, Linh Nhãn Minh Vương, đều là hiện ra một ít ngạc nhiên, dù sao thân là vương cấp cường giả, hắn rất rõ ràng loại này vương giả ấn ký, trọng lượng. Đây cũng không phải là cường giả vương cấp nào tùy tiện có thể lưu lại. Cái này cần vương cấp cường giả chân chính biến thành tâm huyết, sau đó lấy một loại cùng tự thân cực kỳ phù hợp ký thác vật mới có thể gánh vác đạo ấn ký này. Rất ít cường giả vương cấp hao phí đại lượng tinh lực cùng tâm huyết để khắc thứ này, cho nên khi Lý Lạc chém ra một đao này, ngay cả vị, linh nhãn minh vương, này cũng cảm thấy kinh ngạc. Là Lý Kinh chập ban cho ngươi. Nhưng cỗ lực lượng này tựa hồ không tương xứng với hắn. Linh nhãn minh vương lầm bầm lầu bầu nói, sau đó hắn làm như thở dài một hơi, nói, vốn cho rằng sẽ rất nhẹ nhàng, kết quả vẫn phải nghiêm túc. Bị một tiểu tử thiên châu cảnh bức thành như vậy, thật sự là một hồi chê cười. Ánh mắt của hắn, rốt cục là lần đầu tiên từ trên người Lý Linh Tịnh rời đi, ném tới trên người Lý Lạc. Khuôn mặt già nua của Minh Vương Linh Nhãn trở nên hờ hững, hắn nhìn đao quang kim sắc chém ra đại địa cùng bầu trời kia, hai mắt đúng là vào lúc này chậm rãi khép lại. Mà ngay tại hắn hai mắt nhắm lại cái kia một cái chớp mắt lý linh tịnh cảm giác được thiên địa phảng phất vào lúc này trở nên huyết hồng một mảnh thậm chí ngay cả thiên địa lưu động năng lượng đều là bị nhuộm đỏ hơn nữa những năng lượng này tự hồ đã không thể lại bị hấp thu bởi vì trong những năng lượng thiên địa này tự hồ là trộn lẫn một loại đồ vật khác một loại ý chí cỗ ý chí kia thuộc về linh nhãn minh vương trước mắt nói cách khác lúc này phiến thiên địa này đã thuộc về linh nhãn minh vương ở chỗ này coi như là cường giả phong hầu cũng không cách nào lại điều động thiên địa năng lượng đây chính là vương cấp cường giả khủng bố lấy ý chí bản thân điều khiển một phương thiên địa ở trong mảnh thiên địa này cho dù là cường giả phong hầu cũng không cách nào hấp thu cùng điều động năng lượng thiên địa tương lực bản thân chỉ biết không ngừng yếu bớt huyết hồng trong thiên địa chỉ có một đạo đao quang màu vàng kia vẫn rực rỡ trói mắt như trước chưa từng bị năng lượng thiên địa bài xích cùng tiêu tan Lý Linh Tịnh mãnh liệt ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời linh nhãn minh vương, đột nhiên xuất hiện một con mắt đỏ ngầu vô cùng, con mắt đỏ ngầu kia giống như ngôi sao chân chính, to lớn đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi, con mắt đỏ ngầu kia chậm rãi chuyển động, tản ra cảm xúc sợ hãi vô tận. Dưới loại sợ hãi này trùng kích, cho dù là lấy tính cách của Lý Linh Tịnh, đều là nhịn không được thân thể run rẩy lên, khóe mắt có huyết lệ chảy ra, nàng nhanh chóng cúi đầu không dám nhìn thẳng đôi mắt đỏ ngầu kia bởi vì nàng hiểu được nếu như nhìn tiếp hai mắt của nàng sẽ trực tiếp mù đồng thời sợ hãi như nước lũ kia cũng sẽ phá hủy thần trí của nàng đôi mắt đỏ ngầu mang theo vô tận lạnh lẽo nhìn chăm chú vào đao quang màu vàng cắt ngang bầu trời trong mắt máu ngọn lửa như máu tươi chảy xuôi xuống cuối cùng lấy thế cháy lan ra đồng cỏ quét sạch thiên địa sau đó va chạm với ánh đao màu vàng kia trong nháy mắt hai người tiếp xúc toàn bộ thiên địa phảng phất là trực tiếp mất đi hết thải thanh âm cái loại va chạm cấp bậc này lấy thực lực của lý lạc lý linh tịnh bọn họ đã không cách nào trực quan nhìn thấy bọn họ chỉ có thể mượn cảm giác của bản thân nhận thấy được có một loại va chạm không cách nào hình dung đang sinh ra đại thanh hy thanh loại va chạm này dường như kéo dài trong chớp mắt lại giống như qua thật lâu khi lý lạc Lý Linh Tịnh nhận ra giác quan bản thân lần nữa khôi phục, và chạm đã kết thúc. Lý Lạc có chút thất thần nhìn bốn phía, tầng băng vốn do biển máu biến thành, vào lúc này toàn bộ hòa tan, mà trên mặt đất, lưu lại một loại huyết hồng hòa diễm. Những hòa diễm này lặng lẽ thiêu đốt, lấy năng lượng thiên địa làm thức ăn, phảng phất vĩnh viễn sẽ không tắt. Nếu để cho những ngọn lửa này tiếp tục thiêu đốt như vậy, bất kỳ địa vực nào cũng sẽ dần dần bị thiêu đốt thành đất cháy vĩnh hằng nhưng linh tương động thiên rõ ràng có lực lượng bảo vệ, cho nên năng lượng thiên địa vào lúc này tự động ngưng kết, hình thành một loại mưa phùn liên miên, từ trong thiên địa chút xuống, ngăn chặn huyết hồng hỏa diễm lan tràn. Bất quá những va chạm này, Lý Lạc đã không có tâm tình chú ý, bởi vì hắn nghe thấy một đạo tiếng vang vỡ vụn rất nhỏ. Lý Lạc cúi đầu, nhìn kim ngọc huyền tượng đao trong tay, chỉ thấy trên thân đao kia, từng đạo vết rách rất nhỏ đang lan tràn ra, mơ hồ tựa hồ là có tiếng ngâm nga tràn ngập bị ý từ trong đó chuyển ra răng rác cuối cùng kim ngọc huyền tượng đao rốt cục là vỡ vụn ra hóa thành đông đảo mảnh vỡ nhao nhao rơi ra lý lạc trong lòng rung động chuôi này làm bạn hắn đã lâu tiện tay bảo cụ tại trải qua rất nhiều đại chiến sau rốt cục là vào hôm nay báo hỏng tuy rằng kim ngọc huyền tượng đao này từ phẩm giai mà nói đã không tính là cao bao nhiêu nhưng lý lạc đối với nó yêu thích thậm chí còn vượt qua chuôi tam tử nhãn phẩm dai, thiên long trục nhật cung. Nhưng mà hôm nay, sau khi nó chém về phía một cường giả vương cấp, cuối cùng đã vỡ tan. Lý lạc cũng có thể cảm giác được, bàng thiên nguyên lưu lại trong đó một đạo, vương giả ấn ký, cũng là tại giờ khắc này. Theo đó tiêu tán, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía, linh nhãn minh vương, phía trước, lúc này khuôn mặt người sau hờ hững, hai mắt hắn vừa mở vừa nhắm mà trên con mắt nhắm lại kia, xuất hiện một vết đau thật sâu. Lúc trước, Vương Giả ấn ký, thôi phát một đao, tựa hồ cũng làm cho vị vương cấp cường giả này phải trả một cái giá không nhẹ. Lý Lạc nặng nề thở ra một hơi, một cỗ mệt mỏi khó có thể ngăn chặn từ trong lòng trào ra, hắn đã tận lực, nhưng mà mặt đối mặt với một gã vương cấp cường giả, mặc dù đây cũng không phải là chân thân, nhưng loại cường đại này như trước đủ để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Mặc dù hắn nắm giữ, vương giả ấn ký, tấm át chủ bài này, nhưng cuối cùng, vẫn như cũ không thể chém giết trước mắt, linh nhãn minh vương. Đây kỳ thật cũng coi như là trong dự liệu, dù sao, ấn ký vương giả có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là thủ đoạn của một đạo cường giả vương cấp lưu lại, phẩm giai của kim ngọc huyền tượng đao, hạn chế bảng thiên nguyên không thể rót nhiều lực lượng vào đạo ấn ký này, mà, linh nhãn minh vương, trước mắt, lại là tồn tại thực lực không kém bằng Thiên Nguyên. Cảm giác vô lực nồng đậm, làm cho Lý Lạc hiểu được bản thân nhỏ bé. Xa xa giữa không trung, Tần Y đang ngơ ngác nhìn bên này, nàng lúc trước nhận thấy được dị động liền lập tức chạy tới, sau đó liền nhìn thấy Lý Lạc cái kia bổ trảm đại địa cùng thiên khung một đao. Một đao kinh khủng như vậy, chỉ sợ cho dù là mẫu thân Tần Liên của nàng cũng không thể thi triển, nhưng càng kinh khủng hơn chính là, một đao này lại bị lão nhân thần bí kia ngăn cản vương cấp cường giả tiếng rên rỉ gần như tuyệt vọng từ trong miệng tần y truyền ra nàng không cách nào hiểu được vì sao lần rèn luyện linh tướng động thiên này lại xuất hiện nhiều biến cố như vậy thậm chí ngay cả vương cấp cường giả đều bị hấp dẫn tới tần y lộ ra nụ cười chua sót đối mặt với sự tồn tại như cường giả vương cấp nàng thậm chí ngay cả tâm tư chạy trốn cũng không sinh ra được bởi vì nàng biết đây là chuyện vô nghĩa. Trước mắt, duy nhất trông cậy vào chính là những cường giả trấn thủ ở bên ngoài Linh Tương động thiên trong các thế lực lớn có thể nhận thấy được dị động bên trong, sau đó đến cứu viện. Thật sự là tiểu oa tử thật hung dữ. Linh Nhãn Minh Vương sờ sờ vết đao phía trên mắt trái, đao ý ngập trời mơ hồ tản mát ra, làm cho ánh mắt hắn hơi đau nhói, đám người Lý Lạc không thể nhìn thấy tình huống trong đó nhưng hắn biết lúc này cỗ đao ý kia đang cùng huyết đồng của hắn bộc phát ra va chạm khủng bố cỡ nào loại va chạm này làm cho con mắt này của hắn chỉ sợ nhiều lúc cũng khó có thể mở ra linh nhãn minh vương nhìn chằm chằm lý lạc làm như cười cười chỉ là nụ cười kia lại giống như cự thú nhìn không thấy điểm cuối trong vực sâu làm người ta cảm thấy sợ hãi lý thiên vương nhất mạch ra một mầm non tốt a à, hắn cũng không trực tiếp ra tay gạt bỏ lý lạc mà đưa tầm mắt nhìn về phía lý linh tịnh sắc mặt tái nhợt ôn hòa nói số ba ta không phải số ba ta có tên tên của ta là lý linh tịnh trong thanh âm của lý linh tịnh tràn ngập oán hận cùng oán độc nhưng mà linh nhãn minh vương vẫn chưa tức giận ngược lại là có chút vui mừng nói đúng đúng có thể ở trong trầm luân vô tận bảo trì bản thân chỉ có ngươi như vậy mới là ta vẫn theo đuổi hoàn mỹ vô khuyết so sánh với ngươi những kiệt tác trước đây của ta toàn bộ đều là phế vật ngươi sẽ là con đường hoàn mỹ mà cả đời ta theo đuổi trên khuôn mặt già nua của hắn hiện ra cồn nhiệt ánh mắt nhìn lý linh tịnh giống như một tác phẩm nghệ thuật không có bất kỳ tì vết nào lý linh tịnh theo lão phu đi thôi lão phu sẽ dẫn ngươi đi hướng một cái cùng chúng sinh bất đồng hoàn mỹ viên mãn chi đạo linh nhãn minh vương ôn hoa nói không Lý Lạc vội vàng lên tiếng, nhưng mà chữ đầu tiên của hắn vừa mới bật thốt lên, chính là nhìn thấy Linh Nhãn Minh Vương kia ném tới một cái nhìn đạm mạc, trong nháy mắt kia. Lý Lạc cũng cảm giác được cảm quan bản thân phảng phất bị tách ra, thế giới yên tĩnh một mảnh, thậm chí ngay cả thân thể, đều là không nhúc nhích được chút nào. Cũng rơi vào trạng thái tách rời này, còn có tần y ở xa xa, nàng dường như thảm hại hơn một chút, máu chảy trong mắt, bản thân giống như rơi vào bóng tối vô tận. Cả thiên địa, chỉ có Linh Nhãn Minh Vương và Lý Linh Tịnh mới có thể mở miệng nói chuyện. Linh Nhãn Minh Vương lộ ra một nụ cười, nói: "Lý Linh Tịnh, ngươi so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng nội tâm của ngươi, cho nên ngươi hẳn là biết, đi con đường nào thích hợp với ngươi hơn." Linh Tương Động Thiên xảy ra chuyện như vậy, từ nay về sau ngươi trở về Long Nha Mạch, cũng chắc chắn sẽ bị vô số ngờ vực vô căn cứ cùng chán ghét. Ngươi cảm thấy nơi đó, thật sự thích hợp với ngươi sao?" kỳ thật ngươi rất chán ghét long nha mạch ở nơi đó sinh tử của ngươi tùy thời bị người khống chế lý linh tịnh sâu trong nội tâm của ngươi có dã tâm cực lớn loại dã tâm này long nha mạch là không cách nào thỏa mãn ngươi thanh âm già nua của hắn chậm rãi vang lên giống như là ác ma dụ dỗ luận đến tà ác tàn nhẫn ai có thể so sánh với ngươi quái vật này ngươi sáng tạo dị chủng hủy bao nhiêu người linh nhãn minh vương lơ đễnh cười nói vì đạo ta truy tìm cho dù hủy diệt chúng sinh lão phù cũng sẽ không do dự lý linh tịnh đi theo lão phu tương lai ngươi sẽ trở thành vật hoàn mỹ nhất trên thế giới thậm chí vượt qua ta lão phù biết ngươi căm hận ta mà chính vì vậy ngươi mới càng nên đi theo ta nếu không ngươi ở long nha mạch vĩnh viễn sẽ không có cơ hội này cùng khả năng đương nhiên quan trọng hơn linh nhãn minh vương tươi cười càng ôn hòa Ngươi không đi theo lão phu, vậy lão phu sẽ ăn mòn thần trí của ngươi, sau đó, dùng tay của ngươi giết hắn." Hắn vươn ngón tay khô héo, chỉ về phía Lý Lạc. Chương 1041: Lý Linh Tịnh lựa chọn. Thời điểm Linh Nhãn Minh Vương nói ra những lời này, trong mắt Lý Linh Tịnh nhất thời có sát ý âm trầm đến mức tận cùng bắn ra, năm ngón tay mảnh khảnh của nàng dùng sức cầm bích trúc thanh xà trượng trong tay phát ra tiếng xèo xèo rất nhỏ ngón tay đều nắm đến trắng bạch linh nhãn minh vương uy hiếp như vậy là âm độc tới cực điểm nhưng mà đối mặt với ánh mắt lành lạnh của lý linh tịnh linh nhãn minh vương lại không thèm để ý bởi vì phản ứng của nàng càng lớn chứng tỏ uy hiếp của hắn càng có hiệu quả hắc bào trên người hắn chậm rãi đong đưa huyết đồng trên người cũng đang nhìn chằm chằm lý linh tịnh huyết đồng kia phảng phất là có sinh mệnh lực lại còn toát ra rất nhiều cảm xúc nhân tính hóa. Lý Linh Tịnh, lúc này đây cũng là cơ hội của ngươi, nhìn thẳng dã tâm trong lòng ngươi đi, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Nếu như ngươi thật sự không có hứng thú với con đường hoàn mỹ này, ngươi cần gì phải giữ lại dị chủng số 2? Ngươi ở Long Nha Mạch, Lý Kinh Chập vì ngươi hóa giải dị loại ô nhiễm, ngươi nhìn như phối hợp, kỳ thực lại đem một luồng ô nhiễm tiềm tàng ở chỗ sâu nhất trong nội tâm ánh mắt Lý Linh Tịnh phát lạnh, ngươi nói bậy. Linh Nhãn Minh Vương mỉm cười nói, có phải nói bậy hay không, chính ngươi rõ ràng nhất. Cho nên, ngươi cuối cùng lựa chọn như thế nào? Lão phu thời gian cũng không nhiều lắm, nơi này động tĩnh quá lớn, đã khiến cho chấn thủ bên ngoài khắp nơi thế lực chú ý, nếu như tiếp tục kéo dài, nói không chừng ngay cả những thiên vương mạch bên trong vương cấp cường giả cũng sẽ xuất động. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt thương lão của Linh Nhãn Minh Vương, Lý Linh Tịnh hiểu được, đây là tối hậu thư đối phương đưa ra. Lý Linh Tịnh trầm mặc một lát, sau đó nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Lý Lạc, lúc này người sau động lại tại chỗ, thân ảnh như mũi trong hồ phách, không thể động đậy chút nào, đồng thời cảm quan của hắn cũng bị tách ra, không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, cũng không thể chạm vào. Có thể để cho hắn nghe thấy lời của ta không? lý linh tịnh thanh âm có chút khàn khàn nói linh nhãn minh vương ngón tay khô héo bắn ra lý lạc liền nghe thấy tiếng gió bên ngoài chỉ có điều vẫn không thể nói chuyện nhưng thính giác khôi phục nhưng lý lạc lại dựa vào bản năng cảm giác được một loại bất an sau đó hắn liền nghe thấy thanh âm trầm thấp của lý linh tịnh truyền đến lý lạc ta hẳn là không thể cùng ngươi hồi long nha mạch lý lạc trong lòng phiên giang đảo hải hắn phẫn nộ muốn mở miệng nhưng là không cách nào phát ra một câu thanh âm thậm chí ngay cả thân thể vạn vẹo đều là không cách nào làm được ngươi cũng không cần vì ta mà cảm thấy phẫn nộ lựa chọn này mặc dù mang theo vài phần ép buộc nhưng từ nội tâm của ta mà nói chưa chắc đã có bao nhiêu kháng cự long nhà mạch rất tốt nhưng không thích hợp với ta từ lúc ngươi đưa ta ra khỏi tây lăng thành ta vẫn luôn suy nghĩ về con đường tương lai của mình ở trong long nha mạch Ta đã từng thử quên đi những năm qua, thử dung nhập vào trong đó, cuối cùng tiến vào Long Nha Vệ tu hành. Nhưng cuối cùng tôi phát hiện ra rằng tôi dường như không thích nó nhiều. Những năm trầm luân đó đã rèn nên sự vô tình và hờ hững của ta, ta ở lại Long Nha Vệ như vậy, đối với bất luận kẻ nào cũng không có lời. Cho nên, để cho ta rời đi đi. Lý Lạc, ngoại trừ cô cô, ngươi nói cho những người khác biết, Lý Linh Tịnh đã chết ở Linh Tương Động Thiên ta nghĩ, có lẽ cũng sẽ không có quá nhiều người chú ý tới ta. Cảm ơn thanh xà trượng ngươi tặng ta, ta sẽ bảo tồn nó thật tốt. Lý Lạc, trân trọng, nghe thanh âm nhẹ nhàng truyền vào trong tai, tâm tình Lý Lạc cũng trở nên vô cùng trầm trọng, hắn biết, Lý Linh Tịnh rời đi đã không thể thay đổi. Hắn muốn cùng nàng hào hào nói lời từ biệt, nhưng không cách nào làm được. Giờ khắc này, Lý Lạc lại một lần nữa cảm giác được bản thân vô lực, thực lực của hắn, trung quy vẫn là quá yếu. Giọng nói của Lý Linh Tịnh hạ xuống, nàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuấn lãng của Lý Lạc, khẽ mỉm cười, tình cảm của nàng đối với người sau có chút đặc thù, đó cũng không phải là tình cảm nam nữ, dù sao với tâm tính của nàng bây giờ, nam hoan nữ ái đối với nàng mà nói thật sự có chút xa xôi. Như cô ấy đã nghĩ trước đây, Lý Lạc là một tia sáng mà cô nhìn thấy trong thời điểm tuyệt vọng nhất, vì vậy cô coi đó là biển báo và ký thác. Có một luồng ký thác này, nàng có thể ở trong vô số trầm luân cùng ăn mòn, bảo vệ bản thân. Mà nếu có một ngày, nàng phát hiện Lý Lạc đã chết, có lẽ, nàng cũng sẽ quên tên của mình, triệt triệt để để, cùng hắc ám kia tương dung. Khi đó, thế gian tự nhiên sẽ không còn Lý Linh Tịnh. Cho nên Lý Lạc, ngươi cần phải sống thật tốt. Lý Linh Tịnh ở trong lòng nhẹ nhàng tự nói một tiếng sau đó nàng không hề do dự ngọc thủ cầm thật chặt bích trúc thanh xà trượng lạnh lẽo kia sau đó xoay người đi về phía linh nhãn minh vương linh nhãn minh vương mỉm cười nói chúc mừng ngươi lựa chọn một cái trước nay chưa từng có con đường có lẽ tương lai ngươi sẽ cảm tạ hôm nay ngươi làm ra lựa chọn ngày đó có lẽ cũng là ngày rỗ của ngươi lý linh tịnh bình tĩnh nói trong lời nói cũng không che giấu sát ý đối với hắn Linh Nhãn Minh Vương vẫn chưa tức giận, ngược lại nụ cười càng lúc càng ôn hòa, hắn cười nói, nếu quả thật có ngày đó, lão phu có thể sẽ rất vui vẻ, bởi vì điều đó chứng minh lão phu sáng tạo ra một con đường vĩ đại. Tay áo của hắn run lên, trên y bào cái kia một khỏa huyết hồng nhãn đồng đúng là nhảy ra, huyết quang lưu chuyển đi ra. Giống như là hình thành một cái huyết hồng vòng xoáy, vòng xoáy không biết thông hướng nơi nào. Đi thôi lý linh tịnh nhìn vòng xoáy máu đỏ đồng từ kia hơi trầm mặc sau đó không do dự cất bước tiến lên mà ngay khi nàng sắp bước vào vòng xoáy bước chân cuối cùng vẫn dừng lại một chút nàng tự hồ là muốn quay đầu lại nhưng thanh xà trượng lạnh lẽo trong tay làm cho nàng đem phần cảm xúc này khắc chế xuống cuối cùng nàng không có quay đầu lại mà là một bước bước ra tiến vào trong vòng xoáy thân ảnh của nàng trong nháy mắt biến mất không thấy sau khi Lý Linh Tịnh biến mất, nụ cười trên khuôn mặt Linh Nhãn Minh Vương Thương Lão mới dần dần tản đi, sau đó tầm mắt của hắn, hướng về phía Lý Lạc. Giống như, ta cũng không có nói qua, làm đúng lựa chọn về sau, sẽ buông tha hắn, Linh Nhãn Minh Vương sờ sờ mắt trái phía trên cái kia một đạo vết đao, ánh mắt có âm lãnh vẻ hiện ra. Hắn một con mắt khác nhìn chằm chằm Lý Lạc, trong mắt có huyết hồng sắc hòa diễm chảy xuôi ra. Bất quá, ngay khi linh nhãn minh vương hiển lộ ra sát ý chân chính đối với lý lạc bên trong không gian cầu mà cổ tay người sau đeo đột nhiên có một luồng ánh sáng nhạt từ từ dâng lên ánh sáng nhạt lơ lửng trên đỉnh đầu lý lạc bên trong là một lệnh bài cổ xưa trên lệnh bài có khắc một chữ lý cổ xưa lúc này trên chữ lý kia lưu chuyển sáng bóng trong lúc mơ hồ tựa hồ là có một cỗ khí tức khó hiểu phóng thích ra dưới đạo khí tức này khuôn mặt linh nhãn minh vương lập tức hơi biến dần dần trở nên ngưng trọng hắn nhìn chằm chằm lệnh bài chậm rãi nói không nghĩ tới một tiểu bối thiên châu cảnh như vậy lại có thể khiến cho lý thiên vương chú ý linh nhãn minh vương trong mắt chảy xuôi huyết hồng hòa diễm dần dần tiêu tán hắn biết đây là hắn lúc trước toát ra sát khí lúc này mới dẫn động cái lệnh bài này khí tức trong lệnh bài này đến từ vị cường giả cấp thiên vương kia lý thiên vương lý quân lệnh bài xuất hiện là đối với linh nhãn minh vương một loại cảnh cáo nếu như hắn còn có tiến thêm một bước động tác có lẽ sẽ đưa tới vị kia lý thiên vương chân chính hợp mắt tuy nói vị kia lý thiên vương bây giờ hẳn là đang chấn áp thiên uyên cùng một ít khủng bố tồn tại rằng co nhưng chờ tồn tại thật muốn động thủ hắn nơi này cũng sẽ lộ ra cực kỳ phiền toái cho nên linh nhãn minh vương quyết đoán buông tha sát ý đối với lý lạc Thật là mạo phạm." Linh Nhãn Minh Vương cười một tiếng, hơi cúi người với lệnh bài kia, sau đó từng bước một lui về phía sau, vòng xoáy máu đỏ đột nhiên khuếch trương, nuốt chửng thân ảnh của hắn. Theo Linh Nhãn Minh Vương biến mất, trong thiên địa này cũng lần nữa an tĩnh lại. Lệnh bài trên đỉnh đầu Lý Lạc lại hóa thành một luồng lưu quang, rơi vào trong không gian cầu. Mà Lý Lạc cũng là từ cái kia cảm quan bị phong bế trong trạng thái, khôi phục lại hắn nhìn trống trải trước mắt trong không khí tựa hồ còn lưu lại nhàn nhạt mùi thơm tàn hương vẫn còn y nhân đã đi lúc gặp lại không biết năm nào cũng không biết khi đó có phải cảnh còn người mất hay không thậm chí là địch hay bạn lý lạc thần sắc phức tạp hắn cũng có chút không biết nên như thế nào đối mặt cục diện trước mắt lý linh tịnh bị linh nhãn minh vương mang đi hắn rõ ràng hẳn là lo lắng phẫn nộ nghĩ hết biện pháp đem cứu ra nhưng Chính như Lý Linh Tịnh lúc trước theo như lời, phần lựa chọn này chưa hẳn chính là toàn bộ bởi vì Linh Nhãn Minh Vương uy hiếp. Nàng có lẽ đích xác không muốn ở lại Long Nha Mạch, bởi vì cuộc sống bình thường đã không thích hợp với nàng. Lý Lạc có chút mờ mịt đứng, nói cho cùng vẫn là hắn quá yếu. Nếu như hắn có đầy đủ thực lực, Lữ Thanh Nhi không cần lấy đóng băng tự thân đến trợ giúp hắn, Lý Linh Tịnh cũng sẽ không rơi vào cái kia Linh Nhãn Minh Vương trong tay bất luận trong đó đến tột cùng có mấy phần lý linh tịnh tự thân ý nguyện, tối thiểu, khi lý lạc đủ mạnh, vậy có thể cho nàng nhiều vài phần lựa chọn, ít nhất, sẽ không bị người uy hiếp. Linh nhãn minh vương, trong mắt lý lạc hiện lên một tia sát khí, tuy rằng hai bên bây giờ cấp độ tranh lệch cực kỳ xa, nhưng nên nhớ thủ vẫn phải ghi tạc trong lòng, tuy rằng hắn vừa rồi là ở vào phong bế cảm giác trạng thái. Nhưng hắn không cần nghĩ cũng biết, cái kia, linh nhãn minh vương, nhất định dùng hắn đến làm uy hiếp lý Linh Tịnh một phần lợi thế. Lý Lạc cúi đầu, đem kim ngọc huyền tượng đao mảnh vỡ toàn bộ nhặt lên, Linh Nhãn Minh Vương quá mức xa xôi, trước mắt hắn mục tiêu chủ yếu nhất, vẫn là mau chóng chạm đến phong hầu cảnh. Lý Lạc trầm mặc hồi lâu, nhìn phía trước trống trải, cuối cùng hóa thành một tiếng than nhẹ. Linh Tịnh Đường Tỷ, trân trọng. Chương 1042, kết thúc. Khi Lý Lạc đứng tại chỗ, tâm tình có chút xa sút cùng phức tạp, phía sau truyền đến một đạo tiếng gió xé, chỉ thấy tần y bay vút đến, rơi ở bên cạnh. Nàng lúc này hiển nhiên cũng là khôi phục lại, nhưng tuyệt mỹ dung nhan thượng vẫn như cũ còn mang theo một ít khiếp sợ chi ý. Nàng nhìn phía trước, hỏi, Lý Lạc, kia thần bí vương cấp cường giả đâu? Lý Lạc thu liễm cảm xúc, nói, đi thôi. Tần y cảm thấy khó hiểu, cường giả vương cấp lẻn vào linh tương động thiên, không làm gì cả mà cứ đi như vậy. Lúc trước nơi này, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Linh tịnh tiểu thư đâu? Tần y lúc này mới phát hiện không thấy bóng dáng Lý Linh tịnh, trong lòng cả kinh. Lý Lạc cũng không trả lời cô nữa, mà xoay người đi về phía sau. Tần y nhìn thấy phản ứng của hắn, trong lòng có chút hoàng sợ, chẳng lẽ Lý Linh tịnh bị cường giả vương cấp thần bí kia xóa bỏ? dùng vương cấp cường giả thủ đoạn muốn giải quyết bọn họ những này thiên châu cảnh quả thực không phí tốn nhiều sức lý lạc nơi này có lẽ là có được lý thiên vương nhất mạch bên kia hộ thân chí bảo lúc này mới giữ được tánh mạng dưới tình huống tin tức không nhiều lắm tần y cũng chỉ có thể suy đoán như vậy bất quá cái kia thần bí vương cấp cường giả rời đi đây cũng là một tin tức tốt bởi vì từ hắn lúc trước thi triển thủ đoạn đến xem cái trước chỉ sợ cũng không phải là cái gì thiện loại nếu là hắn hơi chút động điểm sát tâm bọn hắn tất cả mọi người phải chết ở chỗ này lý lạc không để ý đến tâm tư của tần y hắn đi về phía sau sau đó dừng lại ở một tòa băng điêu bên trong băng điêu chính là lữ thanh nhi bị đóng băng nàng cuộn mình trong khối băng hai tròng mắt nhắm chặt điềm tĩnh thanh lệ da thịt như tuyết nổi bật dưới khối băng càng lộ ra trong suốt long lanh nhìn qua giống như tiên tử bị đóng băng lý lạc cố gắng đem băng điêu đánh nát nhưng là tốn công vô ích tướng lực của hắn vừa tiếp xúc đến những hàn băng kia chính là trực tiếp bị ngưng kết ngược lại còn dẫn tới băng tầng dày thêm một tầng lý lạc sắc mặt âm trầm lữ thanh nhi tầng này đóng băng quả nhiên không dễ dài tối thiểu đây không phải hắn loại thực lực này có thể giải phong hơn nữa nếu như cứng rắn tới nói không chừng còn có thể đả thương lữ thanh nhi trong đó Thanh Nhi, ngươi yên tâm đi, nếu như Kim Long bảo hành không có biện pháp, ta liền dẫn ngươi đi Long Nha Mạch, mời ra ra ta ra tay, hắn nhất định có thể giúp ngươi cởi bỏ băng phong. Lý Lạc hít sâu một hơi, thấp giọng nói với mỹ nhân ngủ trong băng. Lữ Thanh Nhi vì giúp hắn mới rơi vào trạng thái này, hắn tuyệt đối sẽ khoanh tay đứng nhìn. Khi Lý Lạc đang điều tra trạng thái của Lữ Thanh Nhi, cách đó không xa cũng truyền đến một ít động tĩnh ồn ào nguyên lai lý vũ nguyên trước đây bị thực linh chân ma điều khiển tần ưng bọn họ tỉnh lại bởi vì trước đây trong đại chiến thực linh chân ma căn bản không có tinh lực để ý tới bọn hắn cho nên bọn hắn ngoại trừ bị ngắn ngủi khống chế thần trí bên ngoài cũng không có xuất hiện quá nặng thương thế lúc này mọi người sắc mặt mờ mịt bò dậy thần sắc dại ra mấy hơi sau tựa hồ là mãnh liệt nhớ tới cái gì lúc này hoảng sợ nhìn xung quanh đồng thời trên thân thể tương lực bộc phát bất quá rất nhanh trên mặt bọn họ liền hiện ra nồng đậm kinh ngạc bởi vì cái kia tràn ngập trong thiên địa biển máu chẳng biết lúc nào đã biến mất cái kia từng cho bọn hắn mang đến uy hiếp cực lớn chân ma dị loại cũng là không có bóng dáng trong thiên địa một mảnh thanh minh phảng phất trước đây bọn họ trải qua những thứ kia chỉ là một hồi ảo giác nhưng là trên thân thể một ít mơ hồ còn lưu lại ô nhiễm khí tức lại rõ ràng nói cho bọn hắn cái kia chân ma dị loại là thật sự tồn tại qua đó là cái gì trong lúc bất chợt có người khiếp sợ thất thanh ánh mắt dại ra nhìn một đạo vực sâu xuất hiện trên bình nguyên cổ xưa vực sâu kia nhìn không thấy điểm cuối cơ hồ đem mảnh bình nguyên này xuyên qua mà bọn họ nhớ rõ trước đây nơi này rõ ràng không có đạo vực sâu kia đó là điều này xuất hiện sau khi họ hôn mê có phải do con người tạo ra không nếu đúng như vậy đây là do cường giả nào ra tay gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau theo dõi lẫn nhau lý vũ nguyên lúc này nhìn được cách đó không xa lý lạc người sau thần sắc bình thản cũng không có như bọn họ bình thường kinh nghi bất định lúc này vội vàng hỏi lý lạc nhìn hắn một cái cũng là lời đáp lại mà là nhìn về phía lý phượng nghi lý kình đào hỏi đại ca nhị tỷ các ngươi không sao chứ hai người mờ mịt lắc đầu lý lạc linh tịnh đâu Lý Phục Linh xoa xoa chán, đột nhiên phát hiện thân ảnh Lý Linh Tịnh không ở bốn phía, lúc này nghi hoặc hỏi. Lý Lạc nghe vậy, lâm vào trong trầm mặc. Tiểu thư, mà lúc này kim tỷ kia đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhằm phía cách đó không xa băng điêu, sắc mặt trắng bệch nói. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Những người khác cũng ném đi ánh mắt khiếp sợ, trong lúc nhất thời không khí trong sân trở nên hỗn loạn, bởi vì mặc cho ai cũng nhìn ra được. Trong khoảng thời gian bọn họ mất đi thần trí, nơi này tất nhiên là đã xảy ra biến cố cực lớn. Nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn này, Lý Lạc không khỏi mệt mỏi thở dài một hơi, thật sự không có tâm tình giải thích quá nhiều với bọn họ. "Chư vị, kính xin bình tĩnh." Mà lúc này, Tần Y chậm rãi đi tới, thanh âm mềm mại xoa dịu tâm tình mọi người. Nàng liếc mắt nhìn Lý Lạc đang trầm thấp, sau đó nàng đem chuyện xảy ra lúc trước, giản lược kể lại một lần mọi người nghe xong không khí nhất thời lâm vào một trận trầm mặc lâu dài đồng thời từng đạo ánh mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm lý lạc lý lạc người đã giết chết chân ma dị tộc kia giang vãn ngư ở thiên nguyên cổ học phủ mở to đôi mắt đẹp tư thế cao lãnh đã hoàn toàn bị phá vỡ dù sao những gì tần y nói cũng không thể tưởng tượng nổi lý lạc bất quá chỉ là thực lực của tam tinh thiên châu cảnh Tuy nói trước đây hắn chém giết điền miểu hiển lộ ra sức chiến đấu không kém tiểu thiên tương cảnh, nhưng những thứ này so sánh với chân ma khác, lại kém quá xa. Đây chính là chân ma dị loại có thực lực cấp phong hầu. Đám người Lý Vũ Nguyên, Lý Hồng Lý cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, những lời này cho dù tần y nói ra, bọn họ vẫn cảm thấy rất hoang đường. Lý Lạc thủ đoạn có mạnh hơn nữa, làm sao có thể chém giết chân ma? Tần Y lộ ra vẻ phức tạp. Nàng nhẹ giọng nói, sau khi chém giết tên chân ma dị loại kia, lại xuất hiện một cường giả vương cấp thần bí. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều là một bộ biểu tình ngươi đang đùa ta. Cường giả vương cấp, linh tướng động thiên của bọn họ chỉ là một hồi lịch lãm của tiểu bối mà thôi, thực lực đều áp chế ở tiểu thiên tương cảnh, có thể cao cấp tới đâu? Kết quả bây giờ Tần Y nói cho bọn họ biết Vừa rồi nơi này không chỉ xuất hiện chân ma, hơn nữa còn xuất hiện một gã vương cấp cường giả chân chính. Vương cấp A. Vậy coi như là ở trong các đại thiên vương mạch của bọn họ, đều là trụ cột, dậm chân một cái, toàn bộ thiên nguyên thần châu đều sẽ run lên, nhưng mà hiện tại loại cường giả cấp bậc này, vậy mà lẻn vào trong lịch lãm của bọn họ. Loại cảm giác này, phảng phất chính là một đám ấu lang săn mồi trong trận đấu huấn luyện, xông vào một đầu cự long tuy rằng nghe có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng đây đích xác là thật các ngươi nhìn thấy vực sâu này chính là lý lạc chém về phía tên vương cấp cường giả kia tạo thành đương nhiên đây cũng không phải là lực lượng bản thân lý lạc ta nghĩ có lẽ là long nha mạch vị kia ban cho hắn một ít vật bảo mệnh đầu óc mọi người lần nữa ong ong vang lên thần sắc đã trở nên chết lặng vực sâu xuyên qua bình nguyên trước mắt dĩ nhiên là do lý lạc tạo thành hắn còn hướng một gã cường giả vương cấp vung đao. Tất cả mọi người đều là người, vì sao ngươi có thể dũng cảm như vậy? Giờ khắc này, mọi người ngược lại không có hoài nghi, bởi vì tần y nói thật sự quá mức không thể tưởng tượng nổi, cho dù là muốn gạt người, cũng không đến mức bịa ra chuyện xưa buồn cười như vậy. Người nói chuyện là tông xa của thiên nguyên cổ học phủ, hắn lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu tần y thật sự dám gật đầu, hắn cảm giác tam quan của mình sẽ sụp đổ nhưng cũng may tần y chỉ cười khổ một tiếng lắc đầu nói đương nhiên là không thể cuối cùng vương cấp cường giả ra tay chúng ta đều bị phong bế cảm giác khi ta tỉnh táo lại vương cấp cường giả đã biến mất hơn nữa theo đó biến mất còn có lý linh tịnh ta hoài nghi nàng có lẽ là bị hại nói đến đây thần sắc tần y cũng hơi ảm đạm cường giả vương cấp muốn gạt bỏ bọn họ thật sự quá mức đơn giản mà lý linh tịnh mặc dù là cửu tinh thiên châu cảnh nhưng trong mắt cường giả vương cấp vẫn chỉ là con kiến hôi cái gì mà lời vừa nói ra nhất thời dẫn tới mọi người kinh hãi linh tịnh đường tỳ bị hại lý phượng nghi lý kình đào khiếp sợ thất thanh phản ứng lớn nhất chính là lý phục linh nàng sắc mặt trắng bệch liên tục lắc đầu không có khả năng không có khả năng. Nhưng mà, khi bọn họ nhìn thấy Lý Lạc vẫn im lặng, cảm xúc trầm thấp kia, trong lòng ngược lại có một chút tin tưởng. Lý Vũ Nguyên, Lý Hồng Lý bọn họ cũng là biến sắc, bọn họ cùng Lý Linh Tịnh ngược lại không có nhiều quan hệ thâm hậu, nhưng đối phương dù sao cũng coi như là người của Lý Thiên Vương nhất mạch, hôm nay cứ như vậy không minh bạch bị gạt bỏ, không khỏi có chút cảm giác thọ tử hồ bi. Mà tần ưng những người này ngoài khiếp sợ, Ngược lại có chút mừng thầm, dù sao Lý Linh Tịnh Thiên Tư chắc tuyệt, hôm nay lại tu thành Cửu Tinh Thiên Châu, nghĩ đến sau khi bước vào thiên tương cảnh lại càng sẽ nhất phi trùng thiên, hiện tại nàng thân tử đạo tiêu, coi như là để cho bọn họ thiếu đi một người cạnh tranh trong tương lai. Mà ngay khi mọi người đắm chìm trong khiếp sợ mà Tần Y mang đến, phía chân trời đột nhiên có vô số đàn chim bay tới, trên thân thể đàn chim lưu chuyển phù văn năng lượng, khi chúng nó xuất hiện, cũng mang đến một đạo thanh âm hùng vĩ. Lịch lãm linh tướng động thiên đến đây là kết thúc, tất cả đội ngũ thế lực lập tức rời khỏi. Lập tức rời khỏi, quần điểu nhìn xuống đại địa, phù văn năng lượng lưu truyền trên thân thể chúng tản ra dao động rất mạnh, phảng phất là đang tìm kiếm địch nhân, hiển nhiên. Những cường giả thế lực khắp nơi linh tương động thiên cuối cùng vẫn biết được biến cố bên trong, lúc này mới thi triển thủ đoạn đặc thù, đến đây thăm dò. Nhưng mà hiện tại xuất hiện, hiển nhiên là chỉ có thể quét dọn sân bãi. Quần điểu trải qua dò xét, chưa từng phát hiện địch nhân sau, đột nhiên bổ nhào xuống, tại mọi người phía trước, hình thành từng tòa năng lượng lốc xoáy. Nhìn những vòng xoáy năng lượng này, tất cả mọi người như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Lần lịch lãm linh tướng động thiên này, cuối cùng cũng kết thúc. Trường 1043, Phân phối từng đạo vòng xoáy năng lượng thành hình mọi người ở đây cũng là hoàn toàn trầm tĩnh lại lần này linh tương động thiên lịch lãm vượt quá tưởng tượng nguy hiểm bọn họ có thể sống sót cũng là có chút vận khí thành phần bất quá những người ở đây cũng không có ai trực tiếp tiến vào vòng xoáy năng lượng mà là ánh mắt trôi đi quét về phía lý lạc và tần y khụ tần tiên tử không biết ngươi ở trong nhà tranh kia đến tột cùng được bảo bối gì trước đây theo như lời ngươi sẽ phân phối ra một ít còn tính toán sao? Lời này vừa nói ra, lập tức không ít đội ngũ từng liên thủ với Tần Thiên Vương đều hướng ánh mắt nóng bỏng về phía Tần Y, hiển nhiên, bọn họ cũng muốn chia một chén canh. Đối mặt với những ánh mắt này, Tần Y khẽ cười nói, nếu đã nói, tự nhiên sẽ giữ lời. Tần Y mạnh vì gạo vì gạo, tự nhiên hiểu được những phương thiên kiêu đã từng liên thủ với bọn họ xem như một cỗ lực lượng không yếu cho nên nàng cũng không có ý định vì một ít lợi nhỏ mà đắc tội bọn họ. Nghe Tần Y nói vậy, mọi người mừng rỡ, Mục Diệu ôm quyền cười nói, Tần Tiên Tử quả thật trượng nghĩa. Tần Y vươn tay ngọc ra, lòng bàn tay hiện lên ba thứ trong suốt như bảo thạch, trên mặt ngoài còn khắc hoa văn huyền diệu, bên trong mơ hồ chảy xuôi một loại dao động đặc thù. Nhìn cái kia ba viên trong suốt chi vật, ở đây không ít ánh mắt đều là đột nhiên phóng đi, bởi vì ở phía trên này, bọn họ cảm giác được cùng bản nguyên huyền tâm quả tương tự dao động vật này là ta ở trong đó đạt được tốt nhất vật ta đoán hẳn là lấy bản nguyên huyền tâm quả luyện chế mà thành cho nên hiệu quả có lẽ cũng là tương tự bất quá vật này chân quý ta cũng chỉ tìm được ba quả ta cùng tần ưng tộc huynh muốn mỗi người giữ lại một quả quả cuối cùng này tần y lấy đi hai quả sau đó đem quả cuối cùng lơ lửng nâng lên trên gương mặt tuyệt mỹ hiện ra vẻ khó xử. Phân phối đương nhiên phải lấy cống hiến để phân, tại hạ bất tài, ngược lại cảm thấy ta đáng giá. Mục diệu bước ra, tay áo vung lên, một đạo tương lực cuốn linh hạch lên, trực tiếp bá đạo thu vào trong túi. Những người khác thấy thế, nhất thời trên mặt hiện ra vẻ không vui, đặc biệt là những người viêm ma điện, bọn họ đã chết một người dẫn đầu, tổn thất cực kỳ thảm trọng, kết quả hôm nay chỗ tốt ngược lại không tới phiên bọn họ, làm sao có thể không phẫn uất trong lòng. Triệu Thiên Vương nhất mạch bên kia, theo Triệu Diêm chết, cũng đồng dạng xem như quần long vô thủ. Triệu Thần Tướng tuy rằng thiên tư không tệ, nhưng tư lịch vẫn kém một chút, không thể thống lĩnh mọi người, cho nên nhìn thấy mục diệu dành trước, đều là chỉ có thể nhíu mày. Nhưng bối cảnh mục diệu cũng hùng hậu, đồng thời thực lực mạnh mẽ, bên bọn họ không có điển miểu, Triệu Diêm dẫn đầu, cũng không có khả năng tranh đoạt, cho nên chỉ có thể căm tức biểu đạt bất mãn đối với Mục Diệu. Mục Diệu cũng nhận ra sự tức giận của bọn họ, nhưng đối với chuyện này cũng không thèm để ý. Tần Y mỉm cười nói, chư vị đừng vội, tuy linh hạch chỉ có ba quả, nhưng ta còn lấy một ít vật khác, mặc dù không bằng linh hạch, nhưng cũng coi như bồi thường một chút. Nàng vuốt ve không gian cầu, lập tức có từng hạt ánh sáng nhạt lướt ra, lơ lửng ở trước mặt, nhìn kỹ. Đó rõ ràng là một ít tinh thể màu đen, tinh thể bên trong lưu chuyển lấy dao động kỳ dị. Tần Y búng tay, những tinh thể màu đen huyền diệu này bắn về phía Triệu Thiên Vương nhất mạch, Viêm Ma Điện. Triệu Thần đem bọn họ nhanh chóng tiếp nhận những tinh thể màu đen này, sau đó bọn họ liền từ trong đó cảm giác được một chút huyền tâm bản nguyên quả, khí tức, lúc này đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy nói vật này kém linh hạch Tần Y lấy ra không ít, nhưng số lượng nhiều hơn một chút cho nên có thu hoạch như vậy coi như là niềm vui ngoài ý muốn tần tiên tử khẳng khái ngày sau có điều sai khiến ai dám không theo mọi người đều cảm kích lên tiếng hiển nhiên chiêu này của tần y thu hút không ít người hơn nữa mấu chốt nhất chính là mặc dù bọn họ cũng không biết tần y có thật sự chỉ đạt được những thứ này trong nhà tranh hay không nhưng mọi người đều đã phối hợp tỏ thái độ như vậy mặc dù trong lòng bọn họ có chút hoài nghi cũng chỉ có thể nhận ra dù sao tần y có thể tiến vào nhà tranh là dựa vào bản thân nàng, mà không phải bọn họ. Nàng có thể phân ra một vài thứ, đã xem như nhân trí nghĩa tẫn. Bọn họ bên này nói nhiệt, mặt khác một đám người cũng là nhìn đến không khỏi có chút nóng mắt, như thiên nguyên cổ học phủ, chu thiên vương nhất mạch những cái kia một mực bảo trì trung lập người. Lý Lạc lúc này cũng hơi bình tĩnh lại một chút, hắn nhìn hành động của tần y, tự nhiên cũng hiểu được nàng đang thu hút lòng người, lúc này có chút bất đắc dĩ nữ nhân này cũng thật sự có thể tìm việc mọi người buồn bực độc chiếm không phải là tốt rồi sao ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi ra làm người tốt sao nhưng ngươi vừa làm chẳng phải là liền đem hắn kéo xuống sao đến lúc đó đều nói hắn lý lạc thích ăn một mình về sau còn muốn hay không tại thiên nguyên thần châu lăn lộn lúc nghĩ như vậy lý lạc lắc đầu ho nhẹ một tiếng lập tức đem một ít ánh mắt kéo tới ha ha lý lạc long thủ chẳng lẽ cũng muốn chia chút nước canh cho mọi người lý quan long lân mạch cười híp mắt nói trong linh tương động thiên lần này long lân mạch của bọn họ tương đối gần long nha mạch song phương cũng nhiều lần liên thủ cho nên nếu như lý lạc nguyện ý bọn họ ngược lại rất có thể phân ra chút gì đó người của mấy mạch khác lập tức ném tới ánh mắt chú ý bất quá long cốt mạch người của long giác mạch không biết xấu hổ mở miệng dù sao bọn họ vẫn là đi theo long huyết mạch nhưng nói thật ra lần này linh tương động thiên bọn hắn đi theo long huyết mạch không ăn được bao nhiêu chỗ tốt cho nên bọn hắn ngoài miệng không nói gì trong lòng nhưng là đối với lý vũ nguyên có chút phê bình kín đáo người cái đại ca dẫn đầu này năng lực có chút kém a à. đối mặt với hai mạch nhân viên quăng tới một ít ánh mắt lý vũ nguyên sắc mặt có chút cứng ngắc trong lòng âm thầm tức giận những người này vì một chút lợi ích cực nhỏ liền đối với hắn bất mãn quả nhiên là ngu xuẩn ngay cả thứ tần y lấy ra cũng quý giá hơn ba viên linh hạch lý lạc có thể lấy được bao nhiêu mà ở thời điểm lý vũ nguyên nghĩ như vậy hắn liền nhìn thấy lý lạc móc ra một cái gì đó đợi đến khi người sau mở bàn tay ra quang hoa mãnh liệt chính là nở rộ ra từng viên linh hạch no đủ trong suốt giống như bảo thạch hoàn mỹ nhất ở dưới ánh mặt trời lưu chuyển sáng bóng mê người, từng đạo ý nhị huyền diệu, từ trong đó khuếch tán ra. Khu vực này, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lý Phục Linh, Lý Quan cùng với những người khác dường như bị bóp cổ họng vào lúc này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào những linh hạch trong tay Lý Lạc, bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra, những linh hạch này, chính là loại mà Tần Y lấy ra lúc trước, hơn nữa. Những linh hạch này của Lý Lạc càng no đủ cùng linh động phẩm chất này cao thấp liếc mắt một cái là có thể phân biệt được và quan trọng nhất là tần y cũng lấy ra ba viên phân phối nhưng lý lạc trực tiếp lấy ra nếu như không phải có thể rõ ràng cảm giác được những linh hạch kia phía trên tản mát ra đặc thù khí tức bọn hắn thậm chí hoài nghi lý lạc những này là hàng giả động tĩnh của bọn họ bên này cũng khiến cho những người khác chú ý chu thiên vương nhất mạch thiên nguyên cổ học phủ người đều là nút một ngụm nước miếng, ánh mắt có chút phiếm hồng. Mà nụ cười vốn tồn tại trên khuôn mặt tần y lúc này lại càng cứng ngắc, không có so sánh thì không có thương tổn. Vừa rồi bọn họ còn cảm thấy tần y đại khí, nhưng bây giờ nhìn lại lý lạc lấy ra, tranh lệch giữa hai người lập tức lộ ra. Ngay cả mục diệu sắc mặt cũng xanh mét, bởi vì linh hạch trong tay hắn, từ phẩm chất mà nói, không thể nghi ngờ là kém xa lý lạc một bó lớn một ít ánh mắt nhịn không được liếc về phía tần y hiển nhiên bọn hắn hoài nghi người sau hẳn là cất giấu rất nhiều bảo bối chân chính đối mặt với những ánh mắt này tần y vốn thong dong tao nhã nụ cười trên gương mặt tuyệt mỹ dần dần cứng ngắc bộ ngực sữa đầy đạn hơi phập phồng hiển lộ tức giận cùng ủy khuất trong lòng nàng tuy rằng xác thực không phải đem tất cả thu hoạch đều lấy ra nhưng ba viên linh hạch này thật sự là thu hoạch lớn nhất lần này của nàng Nàng có thể lấy ra phân phối, coi như là cho ra thành ý lớn nhất, mà lúc ấy nàng vốn là muốn lấy đi càng nhiều linh hạch, nhưng lại bị Bạch Viên Thanh Âm báo cho biết đây đã là cực hạn, vì vậy nàng chỉ có thể không cam lòng buông tha. Nhưng bây giờ, khi nàng nhìn thấy linh hạch chất lượng cao mà lý lạc lấy ra, cho dù là tính tình tần y cũng không nhịn được sinh ra ủy khuất cực lớn. Tại sao tên này có thể lấy nhiều như vậy? Bạch Viên kia không khỏi cũng quá nặng bên này nhẹ bên kia đi. Chương 1044, khí quyển lý lạc. Mà khi Tần Y bên kia đầy bụng oán niệm, Lý Lạc tiện tay vung lên, mấy viên linh hạch trực tiếp rơi về phía Lý Phượng Nghi, đám người Lý Phục Linh, Long Nha Mạch mỗi người một viên. Linh hạch này Lý Lạc từ trong phòng chính lấy ra vài bình, cộng lại mấy chục viên số lượng là có, cho nên hắn đối với linh hạch này không tính là quá coi trọng, dù sao sau khi chiếm được tạo hóa thần tương, kia, những bảo bối khác trong nhà tranh, Lý Lạc thật sự là có chút chướng mắt. Mà Long Nha Mạch bên này mọi người đều là vui mừng hớn hở tiếp nhận, ngay cả Lý Phục Linh cũng mạnh mẽ phấn chấn tinh thần một chút, sắc mặt trắng bệch khôi phục một chút huyết sắc. Sau đó Lý Lạc chuyển hướng Lý Quan vẫn dương mắt nhìn chằm chằm hắn, đám người Long Lân Mạch phía sau, ánh mắt cũng phiêu động theo những linh hạch kia lần này hợp tác với Long Lân Mạch rất vui vẻ, hy vọng sau này còn có cơ hội. Lý Lạc lấy ra ba viên linh hạch, phóng qua. Nhưng linh hạch không nhiều lắm, không thể phân phối cho mọi người, nếu không thấy khó coi thì dùng vật này tạm được. Lý Lạc vươn bàn tay ra, chỉ thấy hơn 10 mảnh vỡ như tinh thể màu đen xuất hiện trong tay, rõ ràng chính là loại tinh thể màu đen vừa rồi tần y lấy ra, trên vật này cũng lưu lại một ít khí tức, bản nguyên huyền tâm quả loại vật này kỳ thật chính là vật lưu lại luyện chế tạo hóa thần tương ở trong phòng chính đều bị bạch viên coi như phế liệu vứt bỏ lý lạc cuối cùng thu dọn không ít những thứ này lý lạc tự nhiên trướng mắt nhưng trên đó lưu lại những bản nguyên huyền tâm quả khí tức đối với những người khác vẫn là rất có lực hấp dẫn cho nên lúc này dùng để đại phái đưa chính là cơ hội tốt để thu hút lòng người lý quan đầu tiên là tiếp nhận linh hạch sau đó lại luống cuống tay chân tiếp nhận những tinh thể màu đen kia ở phía sau lục khanh mi và người long lân mạch đều lộ vẻ vui mừng lý lạc cho không ít bọn họ cũng có thể chia một chén canh trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người bên long lân mạch nhìn về phía lý lạc đều có chút cảm kích ha ha lý lạc long thủ đại khí với năng lực của ngươi chỉ sợ không lâu sau có thể trực tiếp tiến vào long nha vệ đến lúc đó giữa hai vệ chúng ta có lẽ còn có thể hợp tác nhiều hơn. Chờ lần này trở về, ta cũng sẽ tuyên dương bản lĩnh của Lý Lạc Long Thủ trong Long Lân Vệ, nghĩ đến thống lĩnh của chúng ta sẽ cảm thấy hứng thú với việc này. Lý Lạc bây giờ đã là tam tinh thiên châu cảnh thực lực, loại thực lực này, lại lưu lại trong nhị thập kỳ đã không có quá lớn tiến bộ hiệu quả, chỉ có tiến vào quy mô lớn hơn, phẩm giai mạnh hơn Long Nha Vệ bên trong, mới có thể đạt được cao hơn tầng thứ tu luyện tài nguyên cùng với cơ duyên. Hơn nữa trải qua chuyện linh tướng động thiên lần này, Lý Quan đối với Lý Lạc cũng là càng ngày càng xem trọng. Tiểu tử này chính là một yêu nghiệt, chờ tương lai hắn tiến vào Long Nha Vệ, tất sẽ khuấy động phong vân. Nói không chừng trong thiên long ngũ vệ tập hợp mấy đời thiên kiêu đứng đầu nhất mạch Lý Thiên Vương, Lý Lạc cũng có thể bộc lộ tài năng. Lý Lạc nghe vậy chỉ cười cười, sau đó liếc mắt nhìn long giác mạch, đội ngũ long cốt mạch bên kia, tiện tay ném qua hai viên linh hạch cùng với một điểm tinh thạch màu đen. Tốt xấu gì cũng coi như là kẻ vai chiến đấu qua, chính các ngươi cầm đi phân phối đi, bất quá chính là không biết Lý Vũ Nguyên tộc huynh có cho phép hay không. Long giác mạch, người dẫn đầu long cốt mạch liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn Lý Vũ Nguyên sắc mặt có chút biến thành màu đen, cuối cùng vẫn không để ý thần sắc của người sau đem đồ đạc thu lại, dù sao hai mạch bọn họ tuy rằng lấy long huyết mạch như thiên sai đánh đâu đánh đó nhưng trước kia đi theo long huyết mạch là bởi vì có thịt ăn, mà như hôm nay Lý Vũ Nguyên hai tay trống trơn, căn bản lấp không đủ no đội ngũ hai bên bọn họ, cho nên cũng không trách bọn họ đi ăn bên Lý Lạc. Đa tạ Lý Lạc long thủ. Người cầm đầu long giác mạch, long cốt mạch đều cảm kích Lý Lạc. Lý Lạc khoát tay áo, hắn biết chỉ dựa vào chút lợi ích như vậy, còn sẽ không dao động long giác mạch, long cốt mạch cùng long huyết mạch quan hệ, bất quá không sao góc tường luôn phải đào từng chút một chi tiết nhỏ tích lũy lên trung quy sẽ có hiệu quả sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía lý vũ nguyên mặt không chút thay đổi thở dài võ nguyên tộc huynh tính cách cương liệt nghĩ đến là chướng mắt chút đồ vật như vậy nếu như ngươi không có hứng thú ta liền tặng cho long giác huynh đệ long cốt mạch đi hắn giơ tay lên lòng bàn tay còn lại hai viên linh hạch cùng với một ít tinh thạch màu đen lý vũ nguyên nghe vậy khóe mắt nhất thời nhịn không được co quắp hai cái. Hắn kỳ thật thật đúng là muốn kiên cường mở miệng nói cầm đồ vật cút, ta không hiếm lạ, nhưng ánh mắt vừa chuyển, liền nhìn thấy những người khác long huyết mạch ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đồ vật trong tay lý lạc. Lúc này trong lòng hiểu được, nếu hắn cự tuyệt, long huyết mạch những người khác ngoài miệng cố nhiên không nói, nhưng trong lòng hơn phân nửa sẽ oán hẹn với hắn, như thế ngược lại có tổn hại uy vọng của hắn đặc biệt là khi hắn đang nhìn thấy long cốt mạch long rác mạch bên kia ra hỏa đang lấy một loại chờ mong ánh mắt nhìn hắn chờ đợi hắn cự tuyệt thì càng là tức không chỗ phát tiết lần này tiểu đệ phản cốt rất nổi bật a à. cuối cùng lý vũ nguyên rên một tiếng vươn tay ra nói vậy thì đa tạ lý lạc long thủ lý lạc tiện tay ném đồ qua sau khi lý lạc phân phối xong linh hạch trong tay lý thiên vương tần y thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm nhưng khẩu khí này còn chưa hoàn toàn phun hết. Chỉ thấy Lý Lạc bàn tay vừa móc ra, lại là bắt ra một thanh sáng lấp lánh linh hạch. Nào, Tông Sa học trưởng, Giang học tỷ, chúng ta cũng là hợp ý, lại nói tiếp sau ta còn có việc muốn đi tới thiên nguyên cổ học phủ, đến lúc đó còn phải các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Lý Lạc tại kia một đám trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, đi về phía thiên nguyên cổ học phủ một đám người sau đó đem hai khỏa linh hạch đưa cho kinh ngạc tông sa cùng giang vãn ngư chúng ta cũng có sao tông sa nuốt một mụn nước miếng có chút ngượng ngùng nói giang vãn ngư cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng con ngươi nhìn chằm chằm linh hạch trong suốt kia tính cách cao lãnh khiến nàng muốn nói vô công bất thụ lộc nhưng lời đến bên miệng biến thành lý lạc học đệ quá khách khí sau khi ngươi đến thiên nguyên cổ học phủ có chỗ nào cần hỗ trợ cứ việc tìm chúng ta là được Tông sa nghe vậy, cũng thuận nước đẩy thuyền nhận lấy, lộ ra nụ cười ôn hòa, nói: "Lý Lạc huynh đệ sau này muốn tới Thiên Nguyên cổ học phủ chúng ta, chúng ta thật đúng là hoan nghênh." Lý Lạc cùng hai người cười nói vài câu, chờ lần này sau khi trở về Long Nha mạch, hắn nghỉ ngơi và hồi phục một chút, chỉ sợ sẽ đi tới Thiên Nguyên cổ học phủ. Dù sao, Cửu Văn Thánh Tâm Liên trong tay hắn phải mau chóng đưa đến trong tay Khương Thanh Nga cho nên hắn bây giờ vẫn là trước tiên tại thiên nguyên cổ học phủ bên này soát điểm hào cảm dù sao tông xa bọn họ sau khi trở về nhất định phải cùng học phủ bên kia báo cáo cho nên cũng phải để cho bên kia cao tầng biết tên của hắn sau khi soát hào cảm bên này lý lạc lại đi về phía chu thiên vương nhất mạch bên kia lấy ra hai viên linh hạch đưa cho chu châu cùng chu đại ngọc chu châu đối với việc này có chút giật mình dù sao trước đây khi lý lạc cùng triệu thiên vương nhất mạch tranh đấu chu thiên vương nhất mạch bọn họ cũng không có hỗ trợ lý lạc huynh đệ chúng ta cũng không có hỗ trợ làm sao thu được linh hạch thật sự không được ngươi cho điểm kia màu đen tinh thạch để cho chúng ta quá đã nghiền cũng là được chu đại ngọc cũng là có chút xấu hổ nói các ngươi không giúp bọn họ chính là hỗ trợ lớn nhất đối với ta hơn nữa lần này thu đồ của ta lần sau sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn chứ chu đại ngọc dùng sức gật gật đầu nói lần sau ta nhất định kiên định đứng ở lý lạc huynh đệ ngươi bên này nói xong hắn lại thấp giọng nói với lý lạc lý lạc huynh đệ vừa rồi đám chim kia là ta chu thiên vương nhất mạch thủ đoạn cho nên ta thu được một chút bí pháp truyền tin cái này linh tương động thiên bên trong biến cố hôm nay ở bên ngoài khiến cho khắp nơi thế lực cường giả chú ý cái kia triệu thiên vương nhất mạch không biết thu được cái gì phong thanh nói lèn vào linh tương động thiên dị loại là hướng về phía ngươi cùng vị kia lý linh tịnh mà đến ngươi đợi lát nữa sau đi ra ngoài vẫn là mau chóng trốn ở các ngươi lý thiên vương nhất mạch bên kia miễn cho triệu thiên vương nhất mạch cường giả mạch tiên hạ thủ vi cường ánh mắt lý lạc lóe lên chu đại ngọc này ngược lại mang đến một ít tình báo hữu dụng triệu thiên vương nhất mạch lần này tổn thất thảm trọng ngay cả triệu diêm cũng bị hắn cùng lý linh tịnh chém giết nghĩ đến bọn họ bên kia sẽ nhịn không được có chút dậm chân, ý đồ lấy một ít phương thức khác vãn hồi thể diện. Đa tạ, Lý Lạc thấp giọng nói. Trong lúc Lý Lạc đưa linh hạch đại phái đến lôi kéo hảo cảm, tần y bên kia đã bị hai thanh linh hạch kia làm cho tâm tính có chút mất cân bằng, sau đó trực tiếp xoay người chui vào trong vòng xoáy năng lượng, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là tính toán nhắm mắt làm ngơ. Nàng vừa đi bên này, triệu thiên vương nhất mạch mục diệu xuất lĩnh đoàn người kim long bảo hành còn có viêm ma điện những người kia cũng liền nhao nhao rời đi lúc gần đi triệu thần kia đem ánh mắt lạnh lẽo nhìn lý lạc một cái miệng giật giật có thanh âm truyền vào trong tai người sau lý lạc ngươi đừng đắc ý việc này chưa xong đâu nghe triệu thần tướng kia truyền đến thanh âm lý lạc mặt không chút thay đổi cũng không để ý tới sau đó hắn đi về phía kim tỷ đưa hai viên linh hạch cho nàng đồng thời hỏi kim tỷ có biết thanh nhi đóng băng này nên giải quyết như thế nào không kim tỷ sau khi trải qua kinh hoàng ban đầu lúc này ngược lại tỉnh táo lại nàng nói tiểu thư hẳn là vận dụng lực lượng thánh chủng lưu lại trong cơ thể lúc này mới tạo thành tự thân đóng băng loại lực lượng này rất đặc thù cho nên chỉ sợ cần mau chóng đưa tiểu thư về trong núi lý lạc gật gật đầu nói nếu có bất kỳ chỗ nào cần cứ việc tới tìm ta. Hắn nghĩ nghĩ, móc ra một cái bình ngọc, trong bình ngọc, chính là hắn ở trong nhà tranh thu được, phá cực huyền thiên lộ, vật này xem như ngoại trừ, tạo hóa thần tương, ra, chân quý nhất đồ vật. Vật này bị Lý Lạc chia làm hai phần, một phần khác hắn cũng không định tự mình giữ lại, mà là đưa cho Lý Kình Đào, dù sao người sau hiện giờ cách hư cử phẩm chỉ có một bước, có, phá cực huyền thiên lộ, này. Lý Kình Đào có thể tiến hóa nhiều hơn một chút tỷ lệ thành công. Phiền Kim Tỷ mang theo vật này, sau đó Thanh Nhi tỉnh lại, giúp ta chuyển giao cho nàng. Nhìn Bình Ngọc Lý Lạc trịnh trọng đưa tới, chị Kim có thể cảm nhận được vật này quý giá, đồng thời âm thầm gật đầu, tiểu thư nhà mình trả giá lớn như vậy, Lý Lạc này coi như là có chút lương tâm. Sau khi đem hết thảy đều phân phối thỏa đáng, Lý Lạc lần nữa nhìn thoáng qua mảnh thiên địa này, ở sâu trong linh tương động thiên, tựa hồ còn bắt đầu khởi động rất nhiều thần bí, bất quá hiện tại hắn còn không có tư cách dò xét. Có lẽ chờ tương lai, còn có thể có cơ hội tới nơi này đi. Vì thế, hắn không nghĩ nhiều nữa, cùng mọi người chào hỏi một tiếng, chính là quyết đoán bước vào trong vòng xoáy năng lượng. Nương theo vòng xoáy năng lượng lưu chuyển, một đạo đạo nhân ảnh bị nuốt vào. Một lát sau, phương thiên địa này Chính là lần nữa trở nên yên tĩnh lại, mà đợi đến lần sau linh tương động thiên mở ra lần nữa, có lẽ sẽ là một phen phong cảnh đặc biệt khác. Hết chương 1044 rồi à. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.